phật thật sự từ bi đã nói với chúng ta cái kết quả này là duyên cớ gì là do phiền não tập khí của phạm phu sâu nặng nói tóm lại phật quy nạp chúng lại thành ba mục chính là ba loại lớn của phiền não kiến tư phiền não kiến là kiến giải tư là tư tưởng kiến giải và tư tưởng nếu đã sai hoàn toàn trái với chân tướng sự thật thì gọi là kiến tư phiền não Thí dụ như trong kiến tư phiền não Điều sai lầm đầu tiên Thô thiện nhất Là xem cái thân này chính là ta Các vị thử nghĩ xem Chúng sanh trong sáu cõi Ai mà không xem cái thân này là ta Thân thể không phải ta Vì ta ở chỗ nào Phật nói đây là kiến dạy sai lầm đầu tiên Bạn đã nhìn sai rồi Thân không phải là ta thân không phải là ta vậy thân là cái gì phật nói thân là cái ta sở hữu gọi là ngã sở nó không phải là ta cũng giống như nếu chúng ta xem cái thân này là ta chúng ta mặc bộ đồ này bộ đồ này không phải là ta bộ đồ này là cái ta sở hữu điều này thì mọi người hiểu nếu nói cái thân này là cái ta sở hữu thì mọi người sẽ không hiểu hôm trước Tôi ở Brisbane Tối hôm đó Các đồng tu Việt Nam đến thăm tôi Có khoảng 50 người Có đưa ra Một số câu hỏi tôi đã trả lời cho họ cuối cùng có một đồng tu nam ông kể cho tôi một câu chuyện có một lần ông bị đột quỵ ngã xuống nằm dưới đất linh hồn xuất ra chúng ta thường nói là linh hồn đã rời khỏi thân thể của ông Ông nói là ông nhìn thấy rất rõ ràng Nhìn thấy thân thể của ông nằm ở dưới đất Ông rất muốn đỡ thân thể của ông vậy Nhưng đỡ không được Sau đó ông nhìn thấy Những người đi qua đi lại Tình huống lúc đó ông nhìn thấy rất rõ ràng Vì ông ở trên cao nhìn xuống nên không có gì cản trở Ông nhìn thấy y tá khiến ông vào phòng cấp cứu y tá gọi ông hãy tỉnh dậy hãy tỉnh lại ông liền trở lại nhập vào thân thể của ông tỉnh lại ông hỏi tôi cái chuyện này có tốt hay không tôi liền trả lời ông cái chuyện này cũng không có gì tốt hay không tốt nhưng mà đã chứng minh một sự việc là sự việc gì vậy thân thể không phải là ta nếu như lúc y tá gọi bạn mà không để ý đến Bạn không quay lại điều này chúng ta nói là đã chết rồi thì tuyên bố đã chết rồi nếu như bạn trở về trở về thì bạn liền sống lại ở trung quốc từ xưa đến nay có ghi chép lại những chuyện này rất nhiều ở nước ngoài cũng có người ngoại quốc gọi tình trạng này là chết lâm sàng điều này ở trên kinh phật cũng có chứng minh một điều thân thể không phải là ta thân thể là cái ta sở hữu vậy cái gì mới là ta cái mà rời khỏi thân thể phật pháp gọi là thần thức người thông thường gọi là linh hồn Chúng ta thường nói là Linh tánh Linh tánh thì Bớt sanh Bớt diệt Cái đó mới là ta Xem cái thân thể này là ta Nhìn thì sai rồi Bạn hiểu rõ cái đạo lý này Thì bạn phải nên biết Con người khi còn sống Điều lớn nhất Người thông minh mới biết nâng cao linh tánh của mình Đó là phải tu dưỡng đạo đức Đoạn ác tu thiện Phá mê khai ngộ Là nâng cao linh tánh của chính mình Điều này là gì? Là bạn có thể mang theo những thứ này Danh danh lợi dưỡng của thế gian này đều là giả Thân thể cũng là giả Thì danh danh lợi dưỡng thì càng giả hơn bạn phải mất nhiều thời gian cho những việc này Dùng rất nhiều tâm huyết Đây là lãng phí Ở trong Phật Pháp thường nói Dạng thứ không thể mang theo Chỉ có nghiệp tùy thân Những thứ bạn có thể mang theo được Là thiện nghiệp và ác nghiệp Nghiệp thiện thì Nâng linh tánh của bạn lên Nghiệp ác thì khiến cho linh tánh của bạn đọa lạc bạn phải hiểu cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này, bạn phải nên biết. cho nên ông nói ra cái cảnh giới này, thì tôi nói với các vị cái sự thật này là việc nâng cao linh tấn vô cùng quan trọng. Chúng ta ngày nay cầu sanh tịnh độ chỉ là nâng cao cái linh tấn của chúng ta lên cao nhất. thế giới tây phương cực lạc là nhất chân pháp giới không những là nhất chân pháp giới mà là pháp giới thù thắng nhất trong nhất chân pháp giới chỗ này nói đến ba bậc chính phẩm điều này chỉ là gợi ý Chính là nói Phẩm vị của những người giảng sanh khác nhau Có phải là chỉ có ba bậc Chỉ có chính phẩm hay không? Không phải Trong ba bậc Còn có ba bậc Thì trở thành chính phẩm Trong chính phẩm Thì mỗi phẩm còn có chính phẩm Chính lần chính là 81 phẩm trong 81 phẩm thì mỗi phẩm còn có 81 phẩm nữa Trùng trùng vô tận Vô lượng vô biên Hay nói cách khác Mỗi một người Thứ bậc không như nhau Giống như thí nghiệm Đối với nước của tiến sĩ Giang bổn Thắng vậy Công việc này của ông làm đến nay là 11 năm rồi ông đã làm thí nghiệm mấy chục ngàn lần rồi trước đến giờ chưa lần nào có hai sự kết tinh giống nhau trước đến nay chưa từng có ông đem cái hiện tượng này nói với tôi tôi trả lời ông là rất đúng rất chính xác giống như một người ở chỗ này làm thí nghiệm thí nghiệm đối với nước ta lấy thiện tâm đối xử với nước thì hình ảnh của nó hiện ra cách một phút hoặc là cách nhau vài giây ta lại làm tiếp thí nghiệm khác hai kết tinh này là tương tự nhưng hoàn toàn khác nhau vì sao vậy vì thiện tâm của niệm trước cùng với thiện tâm của niệm sau không như nhau hình ảnh hiện ra làm sao mà giống nhau được chứ bạn liền biết đó là gì là duy thức sợ biến chúng sanh trong mười pháp giới chưa có kiến tánh thì làm sao giống nhau được chứ chưa có kiến tánh là vọng tâm chúng ta nói vọng tâm là tám thức năm mươi tâm sở niệm niệm đều không như nhau không cần nói ta và người khác nhau Không giống nhau Niệm trước và niệm sau của ta cũng không giống nhau Đây là nói tổng quá Nếu như chia ra bà nói Phía trước chúng tôi nói tính tâm Tính tâm của niệm trước Cùng với tính tâm của niệm sau thì khác nhau Nguyện tâm của niệm trước Và nguyện tâm của niệm sau cũng khác nhau đọc kinh niệm trước cùng niệm sau cũng khác nhau làm sao mà giống nhau được chứ cho nên từ những đạo lý này chỉ cần bằng giác ngộ bằng hiểu được có cần để trong tâm hay không không cần nếu để trong tâm thì đó là chấp trước là phân biệt hiểu rõ thì tốt Hiểu rõ thì giác ngộ Nếu khởi phân biệt chấp trước Thì gọi là vọng tưởng Không phải là giác ngộ Đó là khởi vọng tưởng Cho nên vọng tưởng và giác ngộ là hai sự việc Chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng Cho thông suốt Phẩm vị giảng sanh có khác biệt Thực tại mà nói Sự khác biệt này Cùng giới trong Kinh Hoa Nghiêm Nói sự khác nhau của 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Ở thế giới hoa tạng Lý và hiện tướng hoàn toàn giống nhau Các vị đã nghe tôi dẫn ba Kinh Hoa Nghiêm Thế giới hoa tạng Có 42 cấp bậc hay không? 42 cấp bậc là bao gồm Cả dịu giác Có hay không? Không thể nói có mà cũng không thể nói không Vì sao vậy? Nếu bạn nói có Thì những người dân ở thế giới hoa tạng Sáu căn của họ tiếp xúc cảnh giới sáu trận Đều không khởi tâm, không động nghiệm không khởi tâm không động niệm Thì đương nhiên không có phân biệt chấp trước Thì làm gì có 42 cấp bậc Không có Tại vì sao Phật lại nói có vậy Vì những người sanh ở thế giới hoa tạng Tuy là ở trong tất cả cảnh giới Không khởi tâm không động niệm Nhưng mà tập khí từ vô cùng lâu xa Có gì mỏng khác nhau cho nên nói Tường tận Thì không chỉ có 42 cấp bậc Mà có hơn 420 4 ngàn mươi 42 ngàn Vì sao vậy? Vì chưa đoạn hết tất cả tập khí Tập khí của mỗi người dày mỏng đều khác nhau Cho nên nếu bạn hỏi tôi Ba bậc chính phẩm ở thế giới Tây Phương có hay không? tôi xin nói với các bạn là không thể nói có mà cũng không thể nói không nhưng mà bạn phải nên biết tình huống của thế giới cực lạc và cõi nước của mười phương chư phật là khác nhau khác ở chỗ nào gì là tứ độ của thế giới cực lạc ở cùng một chỗ Còn tứ độ của mười phương chư Phật Không cùng một chỗ Giống như chúng ta hiện nay cư trú ở thế giới này vậy Thế giới ta bà của Thích Ca Mâu Ni Phật Thế giới ta bà của Thích Ca Mâu Ni Phật Có tứ độ hay không? Có Hiện nay chúng ta biết Chúng ta ở trong quả địa cầu này là Phạm Thánh Đồng Cư Độ Thế Tôn có thật báo trang nghiêm độ hay không? có phương tiện hữu như độ hay không có dùng lời của những nhà khoa học hiện nay mà nói đó là không gian không đồng duy thứ chúng ta không thấy được ở duy thứ cao thì thấy được ở duy thứ thấp ở duy thứ thấp thì không thấy được duy thứ cao nhưng mà thế giới tây phương chính là phàm thánh đồng cư độ cũng được oai thần Cùng 48 nguyện của a di đà Phật gia trì Đột phá được thời gian và không gian Cho nên nó không có không gian duy thứ Vì là tứ độ Tam bối cụ phẩm của thế giới Tây Phương Thấy đều ở cùng một chỗ rồi Được Phật lực gia trị phiền não tập khí tuy là chưa đoạn nhưng nó không có khởi hiện hành cũng chính là nói sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận hầu như là giống giới pháp thân bồ tát vậy không những không có phân biệt chấp trước kể cả khởi tâm động niệm cũng không có cho nên từ tập khí kiến tư phiền não nói nó là phạm thánh đồng cư độ thực ra kiến tư phiền não đã đoạn rồi nhưng họ vẫn còn tập khí của kiến tư từ tập khí của trần sa nói nó là phương tiện hữu dư độ từ tập khí của vô binh nói nó là thật báo trang nghiêm độ hết thảy đều là tập khí tuyệt đối không có hiện hành đạo lý này ở trên kinh phật chúng ta đã dùng hết năm sáu năm để công phu chúng tôi mới thật sự ngộ nhập cái cảnh giới này thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật thì lòng tin thanh tịnh lòng tin vững chắc Câu kế tiếp Chúng tôi xin đọc một lần Kỳ giảng sanh hậu phẩm dị tuy huyền thù Mời các bạn xem Nhược luận kỳ năng giảng sanh Chi chủ nhân Mặt bớt do ư phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Đây là tổng cương của bổn kinh là then chốt của việc dẫn sang thế giới cực lạc mấy câu này rất quan trọng cho nên nhất định phải nhớ kỹ phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm a di đà phật bồ đề tâm là gì điều này không thể không biết Trên kinh Quán vô lượng thọ có nói: Chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Đây là Bồ đề tâm. Trong Đại thừa khởi tính luận, Bồ Tát Mã Minh nói với chúng ta: Trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Kinh và luận kết hợp lại để xem Thì ý nghĩa rất rõ ràng Trực tâm Chính là Trí thành tâm Thâm tâm thì cũng giống như vậy Kinh và luận hoàn toàn như nhau Hồi hướng phát nguyện tâm Chính là đại bi tâm Điều này chúng tôi phải giải thích lại không giải thích thì sẽ rất khó hiểu tại vì sao lại nói ba cái tâm tâm thì chỉ có một cái đâu có nhiều như vậy tâm chỉ là một có thể có dụng có hai cách giảng chí thành tâm và trực tâm là thể của Bồ Đề Tâm Ngoài hai loại này ra là tác dụng của nó Tác dụng đối với mình thì gọi là tự thọ dụng Đối với người khác thì gọi là tha thọ dụng Đối với mình là thâm tâm Kinh dân luận đều nói thâm tâm Đối với tất cả chúng sanh Đối với vũ trụ dạng vật Là đại bi tâm Hồi hướng phát nguyện tâm Là tha thọ dụng Cho nên các vị phải biết Bồ đề tâm là một tâm Không phải là ba tâm Nói ba tâm của cái tâm này Có tự thọ dụng, có tha thọ dụng Nhà Phật thì nói rõ ràng hơn nhà Nho Nhà Nho chỉ nói hai tâm Là thành ý và tránh tâm Thành ý Là thể của Bồ Đề Tâm Chánh tâm là dụng của Bồ Đề Tâm Họ đem từ thời dụng và tha thời dụng Hợp lại thành chánh tâm Phật Thì đem tác dụng Phân thành tự thọ dụng và ta thọ dụng Cho nên nhà Phật nói ba tâm Nhà Nho nói hai tâm Nội dung của hai Và ba tâm là như nhau Hiện nay cái vấn đề này là Thâm tâm là gì? Nó không dễ hiểu Giải thích của cổ nhân cũng không dễ hiểu cho nên để cho thuận tiện chúng tôi Dùng đề kinh của kinh Vô lượng thọ để giải thích với mọi người Cái gì gọi là thâm tâm Thâm tâm chính là thanh tịnh bình đẳng giác Nói trong đề kinh Đây chính là thâm tâm Cho nên hiện nay tôi giảng bộ đề tâm Thì giảng năm loại điều này thì càng rõ ràng càng dễ hiểu tôi nói chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi nói mười chữ này thì mọi người dễ hiểu chân thành là thể của chân tâm tám chữ ở phía sau là tác dụng trong tác dụng có ba tâm là tự thọ dụng, một tâm là tha thọ dụng, thanh tịnh tâm là tự thọ dụng, tâm bình đẳng là tự thọ dụng, tâm chính giác là tự thọ dụng, tâm từ bi là tha thọ dụng, chính là đối người xử sự, sự tiếp vật với đại từ đại bi. những năm gần đây chúng tôi đã làm nhiều công việc đa nguyên văn hóa trọng tâm của công việc đa nguyên văn hóa là tình thương mà trong phật pháp gọi là từ bi tại vì sao bạn không có tâm từ bi tại vì sao bạn không thể thông cảm cho người khác tại vì sao bạn không thể tha thứ cho người khác tại vì sao bạn không thể yêu thương người khác nguyên nhân là do đâu là do bạn không biết thương mình người không biết tự yêu mình thì làm sao có thể biết yêu thương người khác chứ cái gì gọi là yêu mình bạn nên biết tâm của bạn vốn là chân vốn là thành chân thì không giả dối chân thì không giả thành thì không dối bạn nên giữ gìn tâm chân thành của bạn phát huy tâm chân thành của bạn đây chính là tự thương mình vì sao ta giả dối với tất cả mọi người vì sao ta dối gạt tất cả chúng sanh vì không biết tự thương mình Những người không biết thương mình Thì làm sao có thể yêu thương dạng vật Thì làm sao có thể yêu thương chúng sanh Không có cái đạo lý này Bạn phải nên biểu hiện như thế nào Là tự yêu thương mình Bạn tu tâm thanh tịnh là tự thương mình Bạn có thể tu tâm bình đẳng là tự yêu thương mình bằng tu tâm chánh giác là tự yêu thương mình tháng tư năm nay cục tôn giáo quốc gia Trung Quốc muốn tổ chức một buổi luận đàm Phật giáo thế giới cũng có mời tôi Chủ đề của buổi luận đàm Là thế giới hài hòa Bắt đầu từ tâm Chủ đề này rất hay Thật sự đã nắm được trung tâm Phía dưới Có bộ phụ đề Tâm tịnh Thì cõi nước tịnh Đây là câu nói Ở trên Kinh Phật tâm an thì chúng sanh an tâm bình thì thiên hạ bình đó rất là hay ba câu nói này chính là thâm tâm làm sao mới được thanh tịnh tu tâm thanh tịnh đây thật sự là tự yêu thương mình làm sao mới được tâm bình tu tâm bình đẳng làm sao mới tu được tâm an tâm giác ngộ thì an mê thì bất an bạn hãy xem câu chuyện của vị tổ thiền tông thiền tông trung quốc ngày huệ khả gặp tổ đạt ma vào mùa đông tuyết rơi vị tổ đứng bên ngoài cửa Tuyết ngọc đến đầu gối Tổ Đạt Ma vẫn không để ý đến Ngài Ngài liền chặt đứt cánh tay Ngài dân cánh tay cúng dường cho Tổ Đạt Ma Tổ Đạt Ma nhìn thấy như vậy Đây là sự thành ý của Ngài Hỏi Ngài Tại vì sao? Tại vì sao phải làm như thế này? Tâm con không an Cầu Đại sư an tâm cho con tổ đạt ma đưa tay ra con đưa tâm ra đây ta an tâm cho con câu nói này đã thức tỉnh ngài nghe xong câu nói này thì ngài liền hồi quan phản chiếu tìm tâm không thể được ngài trả lời đạt ma sư tổ con không tìm thấy tâm ở đâu tổ sư đạt ma nói tâm đã an rồi đấy ngài liền giác ngộ giác ngộ thì tâm liền an Mê thì bất an Giác thì an Bạn hãy xem Những câu phụ đề này Chính là Thanh tịnh bình đẳng Giác Trên kinh vô lượng thọ Tâm tịnh thì quốc độ tịnh Tâm bình thì thiên hạ bình Giác thì an Tâm an thì chúng sanh an Điều này gọi là gì? Là tự yêu thương mình Bạn phải luôn luôn giữ tâm thanh tịnh Tâm giác ngộ Tâm bình đẳng Người như vậy mới là tự yêu thương mình Tự yêu thương mình thì sau đó mới có thể thương yêu người khác Thương yêu người khác chính là từ bi là đại từ đại bi từ bi là tình thương bình đẳng không có phân biệt không có chấp trước tình thương yêu bình đẳng gọi là từ bi nếu có cao thấp có khác nhau thì không phải là từ bi bạn vẫn còn phân biệt còn chấp trước đó là tình thương của chúng sanh trong sáu cõi luân hồi đó là tình ái có tình cảm tình chính là phân biệt chấp trước tình yêu thương này không tương ưng đây là nói bồ đề tâm bồ đề tâm nếu dùng lời hiện nay để nói một cách đơn giản đó là tự yêu thương mình thương người đây là bồ đề tâm bạn không biết tự yêu thương mình thì bạn không thể thương người khác Người thật sự yêu thương người khác Thì nhất định sẽ tự yêu thương mình Người thật sự yêu thương mình Thì nhất định sẽ yêu thương người khác Đối tượng người khác ở đây Chính là Tất cả dạng vật Tận hư không khắp Pháp giới Không chỉ có chúng sanh hữu tình Mà gồm cả chúng sanh vô tình Thương người Thương tất cả động vật thương tất cả sinh vật Yêu thương núi sông đất đai Đây là nói cả khoáng vật Phạm vi rất là lớn Không có cách gì Tính đếm được Tận hư không khắp Pháp giới từ bi trùm pháp giới Thiện ý khắp nhân gian Đây là phát bộ địa tâm Cái tâm này Là chân tâm Cái tâm này là tâm của a di đà Phật Là bản tính chân tâm Của chính chúng ta bạn phải phát ra cái tâm này Có được cái tâm này rồi Muốn đến thế giới cực lạc Gặp A-di-đà Phật Thì quá dễ dàng Phải nhất hướng chuyên niệm Nhất Là một phương hướng Một mục tiêu Thì gọi là nhất hướng Chuyên niệm thì không thể xem tạp Xen tạp thì sao Bạn sẽ bị phân tâm Quyết định giảng sanh Câu này là tổng cương lĩnh Của toàn bộ kinh Tổng cương lĩnh là Nguyên tắc chỉ đạo chung Của sự tu hành Cũng là nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ sự tu học của tịnh độ tông bạn không thể không biết bạn bắt đầu việc tu học thì nhất định phải thâm nhập một môn hương tu lâu dài đến lúc nào thì bạn mới có thể học thêm những pháp môn kinh điển khác khi đã giác ngộ rồi tại vì sao giác ngộ rồi mới có thể học thêm bởi vì giác ngộ rồi thì bạn không phân biệt không chấp trước nữa không phân biệt không chấp trước thì tất cả pháp chỉ là một pháp một pháp là tất cả pháp như vậy thì mới được bởi vẫn còn phân biệt chấp trước vì bạn vừa tiếp xúc thì đã loạn rồi thì bạn đã mê rồi Thí dụ Hết thảy tất cả tôn giáo Ở thế gian này là một chứ không phải hai Vì khi bạn tiếp xúc Thì không có vấn đề gì Hết thảy tất cả kinh điển là một Chứ không phải hai Vì thì chẳng có vấn đề gì Có xem nhiều hơn đi nữa Cũng đều là xem kinh vô lượng thọ Xem kinh vô lượng thọ chính là xem tất cả kinh Thậm chí xem kinh vô lượng thọ Cũng như xem hết thảy kinh điển Của tôn giáo của thế gian Xem hết thầy kinh điển của các tôn giáo Cũng như là xem kinh vô lượng thọ Như vậy thì mới được Chưa đạt được cái cảnh giới này thì không được Bạn vẫn phải chân thật một môn thâm nhập Cho nên có rất nhiều người đến hỏi tôi Nho giáo và Phật giáo không như nhau Thế gian và suốt thế gian không như nhau Chúng ta phải học tập như thế nào Lúc mới bắt đầu học Thì nhất định phải giữ quy củ Phải nghe sự dạy bảo của lão sư Nhân giới được định Nhân định khai huệ Sau khi khai huệ thì linh động Quạt bát linh động Giảng pháp duy nhất thì linh động lúc bạn chưa quy nhất thì không được linh động phải y theo quy củ mà tu học cho nên phát tâm rất quan trọng cái tâm này có thể phát ra được không không phải dễ tâm này nếu như phát ra được thì bạn không phải là phàm phu Bạn xem trong Kinh Hoa Nghiêm Sơ trụ Bồ Tát gọi là phát tâm trụ Hãy phát được Bồ Đề Tâm Thì bạn liền ra khỏi mười Pháp giới Điều này nói rõ Pháp giới Phật ở trong mười Pháp giới Vì Phật đó Tại vì sao không phải là chân Phật Bồ đề tâm tuy là có phát Nhưng vẫn chưa đủ Không đủ tiêu chuẩn Tại vì sao không đủ tiêu chuẩn Vì khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Vẫn còn khởi tâm đồng niệm Tuy là họ không có phân biệt Họ không có chấp trước Nhưng họ vẫn khởi tâm đồng niệm Điều này chính là không đủ tiêu chuẩn Cái gì mới gọi là đủ tiêu chuẩn Thì bạn cũng biết Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Mà không khởi tâm không động niệm Chỉ cần đạt được cái tiêu chuẩn này Thì họ lập tức ra khỏi mười pháp giới Khế nhập pháp tâm trụ Sơ trụ Bồ Tát Là pháp thân đại sĩ Hướng lên trên Sao căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đúng không khởi tâm không động niệm cho nên là pháp giới bình đẳng khởi tâm động niệm thì không bình đẳng không khởi tâm không động niệm thì mới thật sự là bình đẳng cho nên không phân biệt không chấp trước thì khá lắm rồi đã xem là bình đẳng nhưng mà khởi tâm động niệm là tập khí tập khí chưa đoạn nhất định phải đoạn tập khí của phân biệt chấp trước nói thì về như kế nhập cảnh giới thì thật không dễ dàng cho nên chúng ta ngay trong đời này có thể sanh về tịnh độ Thật sự là may mắn không gì bằng Đới nghiệp giảng sanh Tiếp theo Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta Ba bậc giảng sanh là phân loại cho chúng ta giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nguyện hạnh công đức Đây là tiêu chuẩn cầu giảng sanh của chúng ta Bốn cái chữ này chúng ta phải nhớ kỹ nguyện hành công đức Phải có cái nguyện vọng vững chắc Chúng ta sống trong đời này chẳng cầu thứ gì Phước báo cõi trời người Cũng không nên có cái ý niệm này Thân tâm thế giới Tất cả đều phải buông xuống Nếu còn một điều không thể buông xuống Thì bạn không thể giảng sanh Bạn vẫn còn lưu luyến cái thế gian này Hoàn cảnh cõi trời cõi người có tốt hơn đi nữa Cũng phải buông xuống Chẳng lưu luyến chút nào Thì bạn mới có thể giảng sanh không được tham luyến Không được sân giận Không mê hoặc điên đảo Ba điều này hợp lại chính là Tham sân si Không nên có ba điều này Đối nhân sự thế tiếp vật Trong cuộc sống hàng ngày bao gồm cuộc sống của mình phải đoạn tất cả ác tu tất cả thiện thiện và ác phải có khả năng phân biệt rõ ràng có thể nâng cao linh tánh của mình lên đó là thiện làm cho linh tánh của mình đọa lạc đó là ác giúp đỡ người khác nâng cao là thiện làm cho người khác đọa lạc là ác bản thân mình phải làm tấm gương tốt cho người khác xem đây là thiện bản thân mình làm tấm gương bất thiện cho người khác đó là ác sự sai khác ở đây thực sự là sai một ly đi một dặm nên học như thế nào không đọc sách thì không được nhất định phải đọc sách thánh hiền nếu đến chỗ này có rất nhiều đồng tu đến tìm tôi có người mong muốn tu tịnh độ với tôi, cũng có người mong muốn học kinh hoa nghiêm với tôi. Thật sự là có tâm muốn học, Vậy thì xin các bạn phải nhớ kỹ. Dù ở bên cạnh thầy nhưng chưa chắc có thành tựu giống như Mạnh Phu Tử học theo Khổng Tử, tuy không ở bên cạnh nhưng ngày vẫn thành tựu vượt trội hơn 72 vị hiền nhân ở bên cạnh của Khổng Tử. Cho nên cái câu khéo dùng tâm này rất là quan trọng. Là dùng tâm gì? Dùng tâm bộ đề. Dùng chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác tự bi bạn phải dùng cái tâm này là dùng hạnh bồ tát hạnh bồ tát là gì là nhìn thấu buông bỏ từ tại tùy duyên niệm phật chỉ cần bạn thật sự làm theo hai mươi chữ này khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều tương ưng với hai mươi chữ này thì chúng ta thật sự là đồng tham đạo hữu không nhất định phải ở bên cạnh nhau không nhất định ở cùng một nơi không nhất định sống cùng một nơi các bạn ai ai cũng sẽ thành tựu sẽ có sự thành tựu chân thật nếu như không làm được hai mươi chữ này thì mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi cũng không thể thành tựu phải hiểu được điều này phải biết rõ ràng thông suốt phương hướng mục tiêu của chúng ta không thể đi sai cơ duyên hiếm có vô cùng ở trên kinh luật thường nói thân người có được phật pháp khó nghe có được thân người đáng quý nhất là được nghe phật pháp nghe rồi thì bạn sẽ hiểu rõ hiểu rõ rồi thì bạn thực hành bạn có thể thực hành được mang đạo lý từ trên kinh điển làm thành tư tưởng kiến giải của chính mình đem những lời giáo huấn ở trong kinh điển làm thành hành vi cuộc sống của chính mình thì bạn thật sự là đang học Phật Chư Phật đều đang tán thán bạn Long Thiên Thiện Thần đều gia hộ cho bạn Điều này khiến cho chúng ta Cảm thấy thanh thản an vui cho nên tính nguyện hạnh chính là ba điều kiện để giảng sanh tây phương tịnh độ nguyện hạnh công đức nói ở chỗ này đương nhiên là có cả tính nếu không có tin thì làm sao bạn có nguyện làm sao bạn có hạnh Chúng ta phải tin Niềm tin của Di Đà Chúng ta phải nguyện Nguyện của Di Đà Đem 48 nguyện nói ở trên kinh Trở thành nguyện vọng của chính mình hạnh là hạnh của di đà tính nguyện hạnh đã có công phu rồi công phu đắc lực thì gọi là công đức Mấy câu ở phía sau Là lão cư sĩ quan Niệm Tổ Khuyến khích chúng ta Đây là quỷ phạm giảng sanh tình độ của chúng ta Quỷ là quỷ đạo Phạm là vô phạm nhiệt chân chí cầu giảng sanh Bạn thật sự Có chí cầu giảng sanh thì y theo lời dạy Không y theo điều này mà bạn cầu giảng sanh Vậy là tùy tiện mà nói chứ không phải là thật Do như minh giám Thời thời đối chiếu Tư dục loại cập Ba câu này rất quan trọng Giám là cái gương kinh điển giống như là một cái gương vậy mỗi ngày đọc kinh chính là mỗi ngày soi gương mỗi một lần đọc là phải suy nghĩ kỹ những lời dạy trên kinh ta đã làm được hay chưa những lỗi lầm nói ở trên kinh ta có phạm hay không giữ gìn kinh điển mỗi ngày đối chiếu bản thân mình khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm Đều y theo tiêu chuẩn của kinh điển Để sửa chữa lỗi lầm Đây là chân thật học Phật Mà nghiên cứu kinh văn Câu này phải giảng như thế nào Trước đến giờ Vì đại đức này cách giảng như thế nào Vì đại đức kia cách giảng như thế kia So sánh xem cách nào giảng hay Đây gọi là Phật học chứ không phải là học Phật Chẳng liên quan chút nào tới việc nâng cao cảnh giới của chính mình vậy thì sai rồi hậu phật mới có thể thành phật làm phật học thì vẫn là phàm phu không thể thành phật cái đạo lý này không thể không biết tiếp theo là nhắc nhở chúng ta ở trong Phật Pháp Gọi cái Pháp môn này là đạo dễ hành Chúng ta tuyệt đối không nên hiểu lầm Cái đạo này rất dễ hành Vậy thì bạn đã sai rồi Cái đạo dễ hành này So với 84.000 Pháp môn mà nói So với 84.000 Pháp môn Thì Pháp môn này là đạo dễ hành Còn 83.999 Pháp kia thì chúng ta gọi là đạo khó hành. Vì sao vậy? Vì đó phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não đối với chúng ta mà nói là thật sự khó. Tập khí phiền não của bạn chưa đoạn được thì bạn không thể giảng sanh. Cái pháp môn này của chúng ta Tuy phiền não tập khí chưa đoạn Nhưng cũng có thể giảng sanh Cho nên so sánh ra thì Cái pháp môn này dễ hơn rất nhiều Cho nên gọi là đạo dễ hành Nhưng ít ra bạn phải có đủ Phát Bồ Đề Tâm Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Phải có đủ thập thiện nghiệp đạo Có đủ thập thiện nghiệp đạo Thì nhất định có đủ Đệ tử quy Thập thiện nghiệp đạo đã gồm có đệ tử quy Thập thiện nghiệp đạo thực hiện trong cuộc sống hàng ngày xử sự, sự đối người thiếp vật chính là đệ tử quy Cho nên nó là một chứ không phải hai Cái điểm này chúng ta phải hiểu rõ Mà thông suốt